Ồ trời ơi, chào ông em. Ủa mà gì mà cứ Mà kêu lên hoài vậy? kêu lên ngoài có mày mới chửi được chứ không có mày sao chửi Thấy cái mặt ông là thấy được. nó khó luôn rồi. Anh Bắc với Thư Chú Cầm có một cái điều em thấy nó tức cười thế này nè. Ví dụ ở Việt Nam đi, một vài cá nhân, ví dụ họ là trẻ tuổi hay họ sinh sau đẻ muộn, họ không biết về cái bà Elizabeth như thế nào thì vấn đề đó chúng ta cũng có thể thông cảm được phần nào, đúng không ạ? Còn đằng này có những nhân vật rất là lớn tuổi hoặc là gọi là cầm những trước đây đã ngồi những cái vai trò rất là cao, cụ thể như cái chú gì mà Mạc Văn Trang á, theo con hiểu là chú đó trên 70 rồi và trước đây cũng là từng là gọi là nhà giáo là thế này thế nọ, mà lại lên một cái bài viết nghe rất là tức cười. Xin phép đây con đọc cho chú Cầm với lại anh Bắc cùng nghe nè. Tức là ông ta lên một cái bài viết cái ta tớ thế này nè, mà không biết là anh Bắc với chú Cầm có chấp nhận được không nha. Đâu rồi, xin lỗi mọi người. Nghe nghe À, là nghe đại nghe khái à, khóc kinh lắm, kêu là khóc kinh lắm. Đây, tức là ông ta cho rằng là không đánh đổ phong kiến mà Vương quốc Anh vẫn nước giàu dân sướng, có dân chủ tự do, vua chết dân lại thương. Trời ơi, thì không biết anh Bắc bị chứ gồng nghĩ thế nào rồi về cái nghĩ quan cái điểm của gì. người cái này? này cái này là có một cái bệnh, tao không biết, nếu mà ông lại nói vậy thì tao đoán là ngày xưa cái ông này cũng về một cái mặt gì đó nằm trong chính quyền hay cái gì, tao không biết. Đây là Không, cái bây bệnh giờ công, cái bệnh bệnh công thành, cái bệnh công thành nó buồn lắm, buồn cười lắm. Để tao nói cho mày nghe nè, anh nếu mà không được trọng dụng họ tỏ thái độ, để tao nói chưa, có nghĩa là cái bệnh không công phải thần nói thế này, à. nói thế này này, bây giờ tôi lấy một cái ví dụ rất đơn giản, nó giống như là ở Đan Mạch. Ở Đan Mạch này á thì bà nữ hoàng, bà nữ hoàng này là ông chồng của bà ấy là hồi xưa là đi lính Pháp đó, và ông là đi lính ở Pháp, ông ấy sinh đẻ ở Việt Nam xong ông sang đây, tức là ông còn biết cả tiếng Việt mà. Nhưng mà mọi người để ý coi, cái luật của Đan Mạch nó rất là ngộ. Khi mà bà này bà ấy xuất hành, bà ra khỏi dinh của bà, là ông chồng này để ý coi không bao giờ được đi trước bà. Lúc nào một là mẹ ngang hàng là cao lắm, còn không phải đi đằng sau, không bao giờ được đi trước bà. Cái thứ hai là ông này, ông ấy viết bài đó là tại vì ông không hiểu, tức là chế độ quân chủ. Quân chủ là nghĩa là sao? Tức là vua, chúa ở bên này, hiện tại thời đại mới nhưng mà vẫn là vua chúa. Thì cái dân Đan Mạch này này, khi nó đã tôn sùng bà này là vua, là bà này nữ hoàng chứ, thì từ xưa đến giờ cha đời con nối, tức là bà này bà chết đi bây giờ đó, thì thằng con trai bà lên thay bà thì nó sẽ là vua. À, rồi mai mốt nó chết đi mà nó con gái con trai như thế nào đó thì truyền cho đứa nào đó là con thủy thượng. Thì cái thằng này này đáng lẽ ra nó thằng con của bà là mấy chục năm trước ấy, đáng lẽ ra là dự kiến chính phủ là đang định bãi bỏ nó, không cho lên làm chức vua, tại vì chỉ có mỗi một tội là nó đi cái discotheque, đi cái bar ở gần ở cái thành phố anh ấy, nó vỗ đít con nhỏ thôi, mà vô tình nữa là bị quay clip Người ta phát hiện, phát và hiện. người dân phát hiện. Thế nhưng mà sau đó thì nó về, bắt đầu nó mới đại khái nó tu tỉnh rồi, đại khái thì nói chung là cũng được, thì dùng được. Thế nhưng mà nó có một cái đặc biệt thế này, toàn dân Đan Mạch này nó đi làm, nó đóng thuế, thì toàn bộ cái số tiền mà chính phủ thu về đó thì sẽ phải trả tiền cho bà này và gia đình của bà. Đây, bây giờ ví dụ như một năm bà xài 100 triệu thì không có bất cứ một người dân nào tại nói là tại sao bà này bà xài nhiều quá, không có. Khi bà lấy Ông giáo 100 viên triệu kia. ở bà ấy vẫn đóng thuế, rồi bà ấy trả tiền người ở, người làm, rồi công du của bà hay cái gì đó, cái chuyện đó là việc của bà. Thế nhưng mà bà này bà có xấu nhưng mà dân vẫn thương, tại vì sao? Tại vì nó nói là vua của nó, nữ hoàng của nó, thì dứt khoát là chết là khóc, dứt khoát đến ngày sinh nhật là tụi nó ca hát. À, chứ không có nghĩa rằng bà này bà ấy không phải là, bây giờ mình không nói là có Viking có đánh nhau hay không đánh nhau, nhưng mà toàn dân Anh là người ta ủng hộ bà này. À, nó ngộ lắm, tại vì lúc nào nó cũng chỉ tín niệm là vua của nó, nữ hoàng của nó, chúa của nó.
Tại vì trên bên 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 Đan Mạch này anh đã nói chuyện với rất nhiều người, anh bảo chứ mẹ nó đéo làm gì hết mà nó xài tiền quát cho tiền luôn, mẹ một năm nó xài 100 triệu, tao mẹ kiếm triệu không nổi đó. Nhưng mà Dân Đan Mạch nói tại vì nó là vua mà, tức là người ta chấp nhận cái tiền nó để cho ba này bắt sai. Nhưng mà nói cái này có cái này là rõ ràng, đồng ý, tôi đồng ý. Nhưng mà mày hiểu rằng vua của Đan Mạch là người dân Đan Mạch tôn thờ là cái chuyện đó tao đúng rồi, mà ta mẹ nói đúng tao không có sai. Nhưng mà tại đúng sao mà Nữ Hoàng Anh mà đi dân Việt Nam khóc là sao? Nó đâu dính dáng gì đâu. Đâu có, tại vì thằng đó nhiều khi nó bị thần kinh, anh thông cảm. Kỳ cục quá, kỳ cục thế. Còn cái chuyện mà vua Đan Mạch, dân Đan Mạch khóc là chuyện đương nhiên. Vua của Anh Quốc thì mẹ, con dân của Anh Quốc khóc là chuyện đương nhiên. Dân Anh, đúng rồi. Đương nhiên rồi. Nhưng mà bị Nữ Hoàng Anh Quốc khóc mà Duyên Việt Nam khóc là ghê. Tức là ông này đó, ông đang so bì, ông nói là tại sao anh như vậy, như vậy, như vậy mà không có chiến tranh, không này, không kia thế. Nhưng mà dân khóc thì đúng mà. Chứ ví dụ chẳng hạn như là Bác Hồ mình đi, hồi xưa đó, cái thời năm 7, năm 69 lúc ông mất đó, mà nó từ một đứa nhỏ Quảng Khanh, nó có biết cái gì đâu. Nhưng mà nó cũng khóc. Tại vì sao? Tại vì khi nó học cái trường ở xã hội chủ nghĩa, tức là khi nó người lên, nó chỉ được biết mỗi câu là cái ông này, ông tìm lại được độc lập tự do cho Tổ quốc. Khi một con người mất đi, người ta khóc. Khóc là gì? Thương tiếc một người lãnh tụ đã vì đất nước người ta nằm xuống mà người ta không được bất cứ một cái gì. Đó. Bây giờ mình không nói về vấn đề mà chính trị, mình không nói là vấn đề mà lạm phát hay là hối lộ hay gì, mà mình chỉ nói về con người. Thế tại sao lúc đó đó sao mình không thấy ví dụ như là dân Anh khóc, Bác Hồ, hoặc là dân Kiên, tại vì cái người này là cái người của mình. Thì đương nhiên là hiểu điều rồi. Người của nó, chứ đúng mấy con thằng Anh nào mà nó sáng nó không mướn cho mình ở Việt Nam rồi. Ông Hồ Chí Minh mất thuộc, ông này ông kia mất đâu, cái mẹ người. Nhưng mà, Việt Nam đặc biệt hơn. Việt Nam nó, tại vì anh nói vậy là Việt Nam tình cảm quá nhiều. Cái thứ hai đây nữa là mấy ông đó, ông đang đụng mẹ ông bị. Nếu mà anh, mai mốt để tôi hỏi mấy đứa em tôi là ở ngoài Bắc á, hoặc là ở ngoài Đà Nẵng ấy, cái có cái nhà thương điên nào không, chứ đúng mà trong miền Nam không có hai cái miền Hòa Việt Nam là không có rồi. Đúng rồi, tại vì thật ra đó, tôi thì tôi không dám khi dễ, thế nhưng mà tôi chỉ khuyên mấy ông mà lớn tuổi rồi đó, cỡ như ông Cầm giờ lên 70, mấy ông đồ mà làm ơn làm phước đừng có lấy tiếng tăm mà khóc lóc viết báo viết chí rồi hôm nay thì thay đổi tiếng Việt ở ngày mai thì sẽ đủ mà làm đúng cái chuyện vui vui mà không biết nhục. Buồn quá biết làm gì, làm cái nó vui mà. Không biết nhục ở cái chỗ là lớn tuổi rồi, như ví dụ như tôi đi, dù gì nữa thì cũng làm ông nội nước này kia, mà lên rồi bị thằng nhỏ, ví dụ như em út nữa sơ qua, thế mà nó chửi, nó nói đủ, mẹ nói chứ cũng nhột lắm chứ anh. Nhột chứ, mà nó nói đúng là mình nhột chứ. Nhột chứ anh. Ngược mà xấu hổ lắm, nhưng mà ý tại sao tôi nói là tại vì cái khía cạnh á là những người đó nó không còn cái sự tôn nghiêm nữa rồi, cho nên nó mới đi khóc mướn với hai nó bị chửi, tại vì người ta nghe cái câu khóc mướn với cái chửi nó cũng giống nhau, cho nên là người ta không có ngại, chứ mình ngại chết mẹ luôn. Hồi nãy cơ quan nó kêu tôi lên là tôi đã tát một cái ở trong, nó kêu quá đủ, nó tôi sợ rồi. Nó trời nó cho nên là tôi phải lên. Lên trẻ. Mình chủ yếu là mình lên mạng để mình giải trí, mình vui chơi thôi. Mình đâu có chính trị cho em, mình buồn cười thôi. Với lại tôi nói cho mày cái điều anh biết không là... Mấy ngày hôm nay bên này nó cũng rất là báo chí, nói chung là tất cả các báo chí là báo chính phủ, báo này, báo kia, là báo nào cũng đăng. Thế nói chung là nghe rồi. Sáng sớm nghe nó bảo là hồi sáng bạn nó lên rồi, cái con tivi cho nó mày coi tivi kìa. Tại vì cái phòng ánh sáng của tụi tôi nó để cái tivi chả bá lửa. Nó kêu mày coi, tôi nói là mày coi tivi kìa, bà Nữ Hoàng Anh bà chết, bà chết kẹp mẹ, nó chết đúng mà tao lo ăn sáng tao đi làm chết mẹ nên. Nó thấy không? Đó là chỉ có mấy thằng rỗi hơi, mấy thằng rỗi hơi với mấy thằng điên vậy. Thế thôi. Chứ còn nói bảo là cái đất nước này nó hôm vừa rồi tôi cũng coi live, ai nói ba cái vụ này vụ kia, nói là Pháp cái con quỷ cái nào bên 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 bên
bên Mỹ hay đâu, nó cái đài nào nó nói ba cái vụ pháp cho nó đủ má, đúng đi chó chính trời mà người mẹ mình già mình trời nó đúng mày con gái mình trời tục quá đứng ngựa. Pháp với cả châu Âu này hồi xưa mém xíu nó đủ mà bị Đức nó chiếm mẹ nó hết rồi, bị Đức nó chiếm mẹ nó hết rồi, rồi đủ mẹ nó bây giờ đồng minh nó vô nó cứu nó đánh nó giạt ra rồi Liên Xô đánh rồi các cái anh biết không, ở bên Đức này nó ngộ một cái chỗ nha, tôi đi làm hồi xưa tôi đi làm ở bên Đông Đức à, thế nhưng mà khi mà tôi tiến vào Đức trung tâm của Berlin thì tôi phải qua đi qua cái vòng cộng sản xong rồi tôi mới lại vào trung tâm thì mới vào được trung tâm tự do, tức là các nước tư bản nó nằm ở trung tâm anh. Tức là cái vòng đai bên ngoài có nghĩa là sao, hồi xưa Liên Xô đánh vòng vòng bọc đủ mà ông Mỹ ông biết ông nhảy dù vô ông chiếm ở trong ông ấy đánh phát xít Đức á thì ông nhảy trong cuối cùng ông chiếm cái khu, tức là chiếm khu Berlin chỗ nào là thuộc cái chỗ đó của nước đó, sáng sớm mở ra đủ mẹ đài nó chửi nhau nó sùm bà lèng hết đó. Hồi xưa trước cái vụ mà Berlin cái tường thành Berlin đó, tôi từng làm bên cộng sản Đức tôi biết mà đó, cho nên là nhiều khi anh thấy không, cho nên là hồi xưa nếu mà không nhờ các nước ra nó cũng đánh nhau bỏ mẹ luôn chứ không đánh mẹ đó. Thế nhưng mà sau này rồi tụi nó ấy rồi bắt đầu nó sang rồi nó đô hộ Việt Nam. Hồi xưa ở Pháp à, ở nước ngoài này chỉ có thằng Đức với ở châu Á là có thằng Nhật thôi chứ có thằng nào dám oe đồ mà nó dẹp hết chứ đùa, mà Nhật chút xíu nó kém nó chiếm toàn châu Á rồi. Đúng rồi, nó đồ họ thằng Tàu đồ quá nên đó, nên mạng lắm, mấy cha mấy mẹ có rảnh đó. Làm ơn lên nghe chơi nói dốc rồi vui giống ông Cầm đó. Nó lâu lâu ông đưa đồ ăn lên là đúng mà chọc điên điên là chửi chơi đó, chứ còn mà khi mà mở mồm ra đó phải suy nghĩ cho nó kỹ, đừng lên để cho con cháu nó chửi, đừng lên để người này người kia nó nói đủ mà nhục lắm. Rồi lên nó thì đủ mẹ nó lấy ba cái lít tàu lao rồi giấu mặt giấu mày lên đủ mẹ trường cái mặt chó không dám trường đó. Nhìn chứ người quân tử đủ má đưa mặt lên giống mấy thằng gà này đủ mẹ. Rồi đang ăn gì à? Đang ăn gì đói quá đủ mà ăn cái bánh bông lan đủ mà ăn cắp rồi cà ti kia. Về chú Cầm chú làm đồ cá kèo nấu lá giang cho anh ăn kìa. Má mày làm tao đói bụng mày. Buổi trưa ăn trưa xong rồi cái nó đưa bánh bông lan cà phê ra xong rồi có ấy dừa rồi đó. Cái thấy ngon quá rồi nó cho mày bỏ túi miếng đi chút xíu uống cà phê ăn mà thôi bỏ túi. Thôi được rồi, thôi xuống lại đi. Người tao đi ngủ sáng mai tao đi sớm. Thôi, mặc đi. Dạ. Mày, nhưng mà ông kỳ này ăn có nhậu thì đưa ít đồ ăn lên nhé, đủ mẹ nóng ruột, bực mình. Ừ, vậy mà nó kêu có nhiều đứa nó nói tao ganh tị đồ quá, không sướng bằng người ta đồ, cười mẹ đồ, cười đến bẹ luôn. Anh ok. Tào lao, bởi tao có mấy thằng nít á, tào lao bảnh. Đưa lên cho anh trước. Em buông. Rồi, ok anh. Chuối là vui rồi. Dạ, cảm ơn bố chú Cầm, cảm ơn anh bác rất là nhiều. Anh bác có muốn chia sẻ gì thêm mà? Chia sẻ gì mẹ nữa em, mà mấy hôm nay ta tin tức có năng thì có nhiều đó thôi, chứ còn ai muốn nghĩ sao nghĩ làm gì làm thôi, nhưng mà khóc mướn thì thôi, đừng mà về khóc cha khóc mẹ đi, trước đi. Anh em bà con ở nhà nó khóc trước đi, đủ mẹ thiên hạ nó chết tầm bầm, nó không lẽ khóc đi, đủ mà tại sao bà đi bét mà khóc, khóc em bầm người chết không khóc. Saddam Hussein chết không khóc, đúng không? Cái khóc chết không khóc. Dạ. Yeah. Người có ân tình với Việt Nam nó xong khóc đủ mẹ. Người giúp mình thì không khóc là đủ mẹ thiên hạ không khóc chơi. Đúng anh. Hoàn toàn đồng ý với anh. Thì bây giờ anh thấy được yeah. Rõ ràng mà. Dạ. Yeah. Cái người bây giờ mình nói trên thực tế người hàng xóm kế bên mình người ta đủ mẹ giúp em sống yeah. Giờ biết giờ làm ăn rồi cái gì cũng vậy đó. Thằng Trung nó nhắn cái gì lên ông chú không chú em tiếp đi em Trung biết đọc rằng Việt Nam tại sao có nhiều người ta hàng xóm hay là bạn bè cái thằng này nó lu bu quá nó tào lao quá ví dụ vậy nếu nó không nó không làm mấy chuyện tào lao thì đúng nó luôn bị hàng xóm nói hoặc là cái gì nói em hiểu không?
Tức là nhiều khi mình làm cái gì cũng vậy đó. Ví dụ người ta nói là đi ngày đàng học một sàng khôn, rồi ví dụ như hoặc là mình đi lên rồi mình trời ơi trời em ơi, ở trong này có con dâu con nó đang coi này, rồi thằng em rể nó cũng đang coi luôn à. Mẹ nó, tụi nó ở Việt Nam rồi nó chưa ngủ có sao trời. Cái con mà cái con nó đề là Michelle Huỳnh nhá. Thấy không, đó là con dâu út anh đó, nó ở Sài Gòn. Còn cái thằng mà mặc áo đỏ đỏ là Nguyễn Tĩnh nhá, là nó là em rể ở ngoài Hà Nội. Em thì lại không thấy, em thì lại không thấy, chắc chắc bên anh là anh có liên kết thì anh thấy, chứ bên em không thấy. Thế là anh liên kết. Còn ví dụ như là tụi nó đó thì ví dụ như mình ở Việt Nam á thì cứ làm ba cái chuyện này chuyện kia, hàng xóm nó đòi thì mình cố gắng mình sống cho nó hòa đồng đi thì không được. Anh bây giờ anh không có quan tâm nhiều, anh không có nhà máy, tại vì anh thấy nó tào lao nhiều quá. Là mình thấy rồi, bây giờ em thấy không? Hôm nay chửi thằng này chứ mai cũng lòi thằng kia ra, chửi hoài mà chết mẹ luôn. Còn cái xã hội này thì nó đủ trò đủ kiểu hết, đủ thứ hết, mình làm sao mình lo cho hết được. Nhưng mà nói chung ở đâu người nào cũng có người tốt người xấu, nhưng mà mình thì cố gắng mình thu xếp. Còn cái tuổi của anh, ví dụ như sống lâu thì mình biết kinh nghiệm nhiều, chứ cũng chả có trường lớp nào dạy mình hết, thì mình biết kinh nghiệm rồi mình rút ra được những cái gì, ở cái nào cái hay, cái nào cái dở đó, thì mình tự đúc kết hơn, đúng không? Đúng, cho nên mình phải sống sang mình cố gắng mình tu tỉnh cái bản thân mình, để cho nó trước mắt là gia đình mình, tức là vợ con vui, rồi con cái nó vui, rồi các cái kia, ví dụ vậy. Chứ còn bây giờ mà bảo là mình cứ sống cứ vậy hoài thì đúng, mà vợ mình cũng chịu không nổi, con mình cũng chịu không nổi, em nhận không? Đó, giờ ai ra đường hay mình ở nhà, ví dụ thay vì con mình nó nỡ làm cái gì đó thì mình nó ở sao con làm vậy, chứ không lẽ mình cứ chửi mình đập hoài, mà nó lớn nó cũng già đầu rồi, chứ nhỏ đâu mà đập hoài, đập đâu có được đâu, sức mình giờ làm gì đó. Thì đó, mấy cha mấy mẹ đúc kết lại bản thân đi, rồi nhìn lại đi, trời ơi trời, đủ mẹ cơm ăn chưa no mà cứ bày đặt lo chuyện tào lao thì đấy không? Trung lên nó trốn à? Đó, nãy Trung lên rồi, cũng hơi khuya rồi. Tính để cho anh với chú Cầm trao đổi xong thì chắc em cũng xuống live. Vì cũng hơi khuya đó. Đúng rồi, anh thôi ấy, xuống đi, xuống nghỉ đi. Rồi, mai mốt còn thời gian. Em cảm ơn bác rất là nhiều và lần nữa thưa quán xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Rồi, ok em. Bye bye. Dạ, cảm ơn anh ạ.